Và xin chào vị và đây là chiếc Nokia X7 mà hộp. Người ta mở rồi bây giờ mình mới mở cái gì nữa. Đi sau khổ đấy các bạn ạ. Sao? XR chưa mở, từ từ. <laughs> Trong hộp thì à, chúng ta sẽ có một ốp cao su. Wow, Nokia tặng cái ốp dày vãi, cực kỳ là chắc. Con này sẽ có tên quốc tế là 7.1 Plus các bạn nhé. Và mình tin là Việt Nam sẽ bán khá là muộn đấy, bởi vì 6.1 Plus, 5.1 Plus bán cũng rất là muộn. Cục sạc và cáp kết nối của nó. Ok bộ công một bên thì đây là sản phẩm sách tay ở bên Trung Quốc mình có mượn ở Hùng Mobile anh em có thể truy cập vào link mô tả bên dưới tham khảo thêm nhé đây là một chiếc máy nó là phiên bản phong lớn hơn của những cái model như 5.1 Plus hay là 6.1 Plus hay chúng ta còn có biết đến là Nokia X5, X6 và cũng như là X7 Thứ nhất là nó có một cái điểm mạnh mình rất thích đó là khi mà bán ra thì chiếc máy này được chạy trên cái phiên bản Android là 8.1.0. Úi, mình tưởng là nó 9.0 chứ. Trên mạng nó CEO lon à. Và máy lại chạy cái phiên bản tùy biến ở riêng ở thị trường Trung Quốc. Thì cái phiên bản tùy biến này thì nó có một số cái thú vị hơn. Nó cho phép ta có thể sử dụng các phím điều hướng đó như này. Trong khi đó với phiên bản mặc định là Nokia 7.1 Plus hay 6.1 Plus thì nó sẽ phải sử dụng các phím điều hướng bên trong màn hình của Android. Thì đây là bản ở bên Trung Quốc sẽ có được cái này thằng ọc trô dũng kia thì biết cái gì nó vừa bảo là mình bảo là chả có cái gì cả thế mà cũng nói thằng ộc trô đó bản trung quốc có cái này rất đã nha không sao không 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 đem về cho chúng ta đúng không ạ nhìn rất là sướng thế cử chỉ điều hướng này và đây là màn hình hiển thị phía trước của máy màn hình của máy sẽ là 6,18 inch và đây là một trong những cái màn hình có độ hiển thị rất là chất lượng phương đã đẹp Plus độ sáng là 500 nit theo tuyên bố của HMD và nó có khả năng chuyển đổi video SDR sang HDR theo giờ gian thực về cái thông số của hình thì sao máy này sử dụng đó là con chip Snapdragon gần 710, 4GB hoặc là 6GB bộ nhớ trong là 64 và 128 và các bạn thấy là máy có 165.000 điểm là Antutu đó đây là điểm số mà mình đánh giá rất là ổn ở trên một chiếc máy ở phân khúc tầm trung và mình có thấy là cái mặc dù là máy sách tay thường Trung Quốc về nhưng mà chúng ta có tiếng Việt đầy đủ này và mọi người cũng có thể cài được các dịch vụ như Play Store về để có thể thoải mái cài game ứng dụng cũng như sử dụng một cách hoàn toàn bình thường ở phía trên đương nhiên sẽ có tai thỏ và một cái camera selfie và cụm camera selfie này thì là 20 megapixel với công nghệ điểm ảnh là pixel binding cải thiện chụp trong điều kiện chiếu sáng và cũng đồng thời là trong cái phần camera của chiếc máy này thì mặc dù chỉ có một camera selfie ở phía trước nhưng nó cũng có khả năng xóa phông nhờ cái thuật toán AI trên chip Snapdragon 710 và nó việt hóa gọi là chế đầu dọc với cụm camera kép phía sau đương nhiên là bokeh trực tiếp cũng là một tính năng không thể thiếu bởi vì nó xuất hiện trên rất nhiều sản phẩm của Nokia rồi và anh ta vẫn có những tính năng như bu chụp cả camera trước sau này À, bật chế độ làm đẹp này rồi chúng ta sẽ có chế độ chuyên nghiệp ở chế độ chuyên nghiệp này thì người dùng sẽ chỉnh được như là ISO, cân bằng trắng, EV và chúng ta sẽ chỉnh được cả tốc độ màn trập. Đó các bạn thấy đây là phơi sáng tối đa của nó sẽ là 4 giây. Chiếc máy của chúng ta thì có cụm camera kép thông số là 12M với khẩu độ F1.8 cảm biến của Sony và bên cạnh ấy chúng ta sẽ có chú rung quang học. À, và nó sẽ có cảm biến phụ là 13M F2.4 và đương nhiên cũng có thương hiệu của Zai như các bạn thấy logo chính giữa này. Cái viền của nó là nhôm series 6000 với cái màu nâu à, trên cái tổng thể của màu đen nhìn nó khá là hay nhưng mà cảm giác bị giả, nó không có thực sự trẻ trung cho lắm và nó có rất nhiều màu sắc nhưng mà phần lớn là không có cái màu đa dạng và bắt mắt. Và cho các bạn có thấy là dung lượng pin của máy đang dụng là 3500mAh và có kèm sạc nhanh 18W, sạc 50% trong vòng 30 phút và có hỗ trợ sạc cắm ứng nghe 3.5mm và đương nhiên chúng ta sẽ có 2 sim và như vậy đây là bài hôi hồi chia sẻ nhanh cho các bạn nhiều người yêu cầu thì mình làm còn thực ra nó chỉ là phiên bản màn hình lớn hơn của những con như là X 5 X 6 còn thực sự là nó mọi thứ vẫn là như vậy các bạn nghĩ sao cái trong tầm trung này các bạn có thích những sản phẩm Nokia hay không hãy comment cho mình biết để mình thực hiện bài giá chi tiết hẹn lại các em trong các video sau tao khóa quạt lại